Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Mình để ý rằng là trong một vài ngày gần đây thì đang có khá là nhiều anh em đang xôn xao về một cái thông tin là Sony sắp có một lô hàng giảm giá lên đến 50%. Và các bạn có tin vui đây là gì không? Đó chính là lô hàng này sắp về đến Samsung và mình sẽ bán ra ngay trong ngày mai. Và trong video này xin mời các bạn cùng với mình tìm hiểu xem rằng là thực chất lô hàng này là gì và mức giá của nó sẽ tốt như thế nào nhé. Cái đầu tiên mình muốn nói đến đó chính là nguồn gốc của lô hàng. Thực ra thì những cái loại hàng này thì nó sẽ không phải là hàng mới, mà nó thực chất ý, nó là loại hàng cũ đã được Sony tân trang lại và nó đã qua sửa chữa. Nó thì có thể là hàng trưng bày này, và nó có thể là máy cũ từ các khách hàng họ đã sử dụng qua rồi và Sony đã sửa chữa lại, đã tân trang lại chúng ta và bán ra lại thị trường với mức giá rất là hấp dẫn, giảm giá lên 50% cơ. Vậy thì mức giá của nó hấp dẫn như thế nào, và bây giờ thì mình sẽ liệt kê cho các bạn những chiếc máy sẽ được giảm giá. Đầu tiên là chiếc Sony Xperia XA. Chiếc máy này thì mức giá ban đầu của nó là khoảng 6 triệu đồng và bây giờ thì mức giá của nó chỉ là 2 triệu 990 ngàn tại Samsung thôi. Mình nghĩ rằng trong phân khúc giá khoảng 3 triệu đồng này thì chiếc XA là cực kỳ đáng mua ấy, bởi vì là nó có một thiết kế rất là đẹp này, vì mình siêu mỏng luôn. Cộng thêm nữa là cấu hình cũng rất là ổn, có chip Helio P10 cùng với 2GB. Bây giờ các bạn có 3 triệu mà các bạn mua chiếc máy này mà tặng cho kiểu như là một bạn gái hay là tặng cho mẹ rồi bà cái thứ thì thực sự rất là tuyệt vời, và mình nghĩ rằng là nó là một trong những chiếc máy mà các chị em thực sự rất là thích. Chiếc máy thứ hai sẽ được giảm giá đó chính là chiếc Sony Xperia XA Ultra. Đây là một chiếc máy thiên về cái trải nghiệm người dùng về màn hình. Màn hình của nó rất là lớn, lên đến 6 inch cơ, thế nên là những cái trải nghiệm về chơi game hay là xem phim của các bạn thì chắc chắn sẽ cực kỳ đã luôn. Mình đã dùng thử treo qua chiếc máy này rồi, nên là chơi game thì thôi, thề diện tích nhiều cực kỳ luôn, để các bạn có thể kiểu bắn các thứ sướng lắm. Cấu hình của nó thì nó cũng tương đương với cả XA, mức RAM thì cao hơn một chút là 3GB. Cộng thêm đó thì chúng ta sẽ có những cái chất lượng về camera rất là tuyệt vời, khi mà camera sau độ phân giải lên đến 21.5 megapixel, camera trước là 16 megapixel, lại có cả đèn flash nữa, thế nên có thể giúp các bạn tự sửa cho môi trường chiều sáng nữa, rất là tuyệt vời. Và mức giá của chiếc XA Ultra này bây giờ chỉ còn là 4.699.000. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc máy tiếp theo, đó chính là Xperia X, một siêu phẩm đầu năm nay của Sony. Mình nhớ hồi đầu khi mà chiếc Xperia X được giới thiệu thì nó có mức giá là trên 10 triệu cơ. Và bây giờ thì nó chỉ còn mức giá là 5.990.000. Thực sự 5.990.000 nó quá là tốt luôn, giá cực kỳ tốt luôn con đấy nhá. Thiết kế thì đẹp này, camera thì ngon, cấu hình thì cũng rất là ngon. Khi mà sử dụng con chip Snapdragon 650 kèm với cả 3GB. Thực ra 650 là một con chip tầm trung, nhưng mà cái hiệu năng nó mang lại về cả chơi game rồi các bạn sử dụng bình thường thì đều rất là tuyệt vời. Con đấy thì thực sự mình thấy là nó hiệu năng nó chỉ tương đương với con chip 808 một chip cao cấp cơ. Và mình nghĩ rằng trong cái phân khúc giá khoảng 6 triệu đồng như thế này, bên cạnh những chiếc máy đang rất hot bây giờ kiểu Oppo F1s đúng không, thì rõ ràng Xperia X là một lựa chọn đáng hơn rất là nhiều. Và một siêu phẩm nữa cũng đến từ Sony, cũng nằm trong chương trình giảm giá này, đó chính là chiếc Xperia XZ flagship của năm nay 2016. Chiếc máy này đầu tiên được giới thiệu ở thị trường Việt Nam với mức giá là khoảng 14 triệu đồng và hiện tại thì nó đã được bán và giảm xuống chỉ còn là 10.399.000. 10.399.000 các bạn có ngay một flagship ngay trong năm nay chứ không phải là flagship năm cũ nữa. Bình thường là mức giá này chúng ta sẽ có thể mua được cho mình một chiec kiểu flagship cũ kiểu F7 Mỹ chẳng hạn. Nhưng mà với chương trình này chúng ta hoàn toàn có thể có cho mình một chiếc flagship mới luôn. Chip 820 này, màn hình rất là ok này, RAM thì đúng là chỉ có 3GB thôi nhưng mà thực sự mình nghĩ khá đủ dùng so với cả một cái phần mềm được tùy biến cơ bản như là của Sony. Cộng thêm nữa là camera cực kỳ xuất sắc và nó là flagship nên chắc chắn là nó sẽ được hỗ trợ lâu dài về phần mềm. Và một điều nữa mình muốn các bạn lưu ý khi mà chúng ta mua những cái loại hàng này, đó chính là nó sẽ được bảo hành trong thời gian là 6 tháng và có máy là hàng nguyên siêu đó. Và như mình đã nói ở đầu video thì những chiếc máy này là hàng cũ, tức là nó có thể là máy từ các khách hàng họ sửa chữa này, hoặc là những chiếc máy nó là hàng trưng bày thì Sony có đem về và tân trang lại sửa chữa những cái lỗi mà hỏng hóc linh tinh gì đó. Thế nên về cơ bản thì chiếc máy này thì nó cũng giống như là hàng refurbished của Sony thôi. Thế nên là chắc chắn là về chất lượng là Sony kiểm định rồi, các bạn dùng thì cứ yên tâm. Và vừa rồi là mình đã có một video thông báo cho các bạn về ngày hội Sony và cho phép chúng ta mua những chiếc điện thoại Series X của Sony với mức giá cực kỳ tốt luôn. Và ngày mai thì mình sẽ có một video mở hộp và trên anh trực tiếp cho các bạn xem luôn. À nhưng mà quên này, đây là loại hàng limited nhá, có số rất là ít, nên là nếu bạn nào mà quan tâm ấy thì các bạn hãy đến ngay những chi nhánh của 7S hoặc là lên trang chủ của 7S để biết thêm chi tiết nhá. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.